Đây là trùng này, đây là ấu này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để gọi chúng nó nhảy vào lòng mình này. Đây, thứ nhất là chuẩn bị một cần câu này. Ui, cái cần câu này đứt hết rồi này. Thứ hai là bắt đầu này, rủ nó vào đây. Xem nó có nhảy vào lòng mình không nhá. Này bạn ấu đây, đây. Đây, lòng mình đây này. Đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đấy. Bạn này thì cũng dụ dễ này. Ấu xinh không mọi người? Đấy. Kia bạn trùng này. Đây bạn ấu đã nhảy vào lòng mình rồi nhá. Đây nhảy lên cao xem. Nhảy lên đây. Đấy bạn trùng chuẩn bị ra này. Đấy đây, đừng có dụ một tí là cả hai lần nó chui vào lòng mình. Đấy. Không được thì bắt thẳng vào luôn. Bạn này thích nằm vào lòng lắm. Nói chung cả hai bạn đều thích nằm vào lòng lắm. Đây này. Đấy, hai đứa này chơi thân với nhau từ nhỏ nên không bao giờ đánh nhau đâu mọi người. Đấy, nằm luôn này. Bạn này rất thích nằm mấy người nhá. Lúc buổi trưa mình về mình chơi thì chúng nó xong mình ngủ trưa ấy. Chúng nó cứ trèo lên bụng mình nằm thôi. Cả hai đứa này. Đây là ấu nha, một đứa tuxedo thì chân trắng lắm, chân đẹp bóng, chân to. Móng thì lúc nào mình cũng phải cắt nhá. Cắt ngắn đi thôi, không được cắt sâu quá vào phần tủy các bé dễ bị chảy máu. Đau lắm. Này. Này, dụ nó lại lần nữa này. Nên lòng mình đi nha. Đi vật. Đấy. Đơn giản lắm. Gọi hai con này dễ cực mọi người ạ. Lúc còn đói gọi càng dễ, lúc còn lo rồi thì phải có cần câu mèo mới gọi được. Còn lúc đói chỉ cần gọi nhâm 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 cái hai đứa đều chạy theo mình thôi. Này mình ngày nào mình cũng sang chơi với chúng nó, chơi mấy hai con này thích lắm. Thấy nó quấn người ấy. Sờ được, ôm được, bế được. Cái gì đấy? Trời ơi, thanh niên này thích mút chăn lắm mọi người ạ. Đấy, màu trùng này. Bạn này nồng mượt lắm. Này, vào đây nằm nồng răng đi. Đây là bát hạt, bát nước để cho chúng nó ăn. À, không chơi đầu nữa, chơi cái chuôi nó cũng chơi này. Đấy. Này, vào lòng, gọi vào lòng. Lòng mình đi nhá. Dễ không? Vút về một tí thôi nhá. Ok, bye bye.